mặt trời đau mặt sọ nhân quyền bình bằng móng tay sọ rác đường cho vào đôi chân người cha đã chính thức và công khai phục hồi quyền quý tử trong con của đối với tất cả những vui cũng cho rằng con kia đã
có thấy. Ủa mẹ đang nói gì? Khoan đâm mẹ ơi. Đây là Hương Câu 2. Ở bên kia đầu đường là Hương Câu 1. Đẹp quá. Rồi, có thấy gì không? Sao? Lúc nãy mẹ quẹt cái tay văng nguyên cái bánh không đó. À, cầm cái bánh không. Một phút rồi qua mới được rồi đó.